Video làm giới thiệu của bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 Dogecoin từ sàn Huobi GoBank nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Huobi nha các bạn. Sau khi các bạn có tài khoản trên sàn Huobi xong xuôi thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn follow Twitter nha các bạn. Các bạn nhập vào đây follow Twitter nữa nè và follow hai kênh, ba kênh Twitter của nó các bạn. Rồi tiếp tục các bạn copy hashtag này các bạn like nè. Và các bạn tweet, các bạn tag ba người bạn của mình vào các bạn. Chết bà sẽ qua linh phong luôn các bạn. Nhấp lộ. Tất cả các bạn like rồi các bạn tiếp tục kích dẫn với tweet cái bài viết này các bạn. Copy hashtag là chữ Dogecoin các bạn. Rồi các bạn dán hashtag nó vào luôn các bạn. Làm những dán từ sàn rất là uy tín nha các bạn. Rồi các bạn tăng ba bốn người bạn mình vào các bạn, ba người bạn cũng được rồi. Sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn mở cái link phong của mình ra nè các bạn. Dòng đầu tiên nó yêu cầu các bạn gỡ đi cái UID Huobi nha các bạn, để sau này nó token nó phân phối với sàn Huobi thì các bạn trở về cái sàn Huobi của mình nè các bạn. Đó như bằng nào mà lấy UID không được thì các bạn download app về các bạn lấy nha các bạn nhấp vào một trang cá nhân của mình, các bạn copy UID mình là chỗ này nè các bạn copy lên các bạn. Rồi mình copy không được 183400154 các bạn. Rồi các bạn trở về cái link phong hồi nãy nha các bạn điền vào đây nha các bạn. UID của mình là 183 ha các bạn chậm xíu các bạn. 183400154 2486 89 đúng rồi. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram ở Twitter của tất cả các bạn đã follow nha các bạn. Những dự án thế này mình rất là thích các bạn, không có zone Discord này họ đồ rất là thích. Tiếp tục thì các bạn gỡ là ghi cái link gửi quýt nha các bạn. Thì các bạn cũng mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi tất cả các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn có tìm lại cái bài các bạn đã tweet nha các bạn. Và giveaway anh chị tổng giải thưởng 50.000 đô nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba cái bên cùng nè. Các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi sau khi sao chép liên kết thì các bạn bắt up lại một cái liên phong hồi nãy nha tất cả các bạn. Bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 50.000 đô đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.